một câu chuyện xoay quanh ngôi trường nội trú nằm tít mù ở một khu rừng hẻo lánh. 3 năm một lần, ngôi trường này sẽ chọn những học sinh mới có đầy đủ các tiêu chí của họ, mỗi thế hệ không quá 13 học sinh. Ngôi trường này khiến những Zikit cảm thấy có hứng thú không chỉ chương trình dạy học độc đáo mà còn đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Tuy nhiên, người ngoài ao ước người trong ước ao, Homeschool thật ra lại giống một nơi biệt lập với ti tỉ quy tắc nghiêm ngặt. Còn nghiêm như thế nào thì hãy cùng theo dõi bộ phim ngay nhé. Homeschool là một trường nội trú rất đặc biệt. 3 năm sẽ có một đợt thi tuyển, nhưng người tham gia thi cử lại không phải học sinh mà là chính phụ huynh làm bài thi thay con của họ. Mặc dù tất cả đều biết những quy định cực kỳ cục kẹo nhưng vẫn cho con theo học vì những mong muốn của riêng mình. Người thì muốn con cái trở nên tốt hơn, người thì không muốn môi trường khó chịu ngoài kia làm khó con gái, người thì muốn con mình được chăm sóc và quan tâm nhiều hơn, vân vân mây mây. Nói chung là những ai thi vào trường này toàn là trai xinh gái đẹp, cái vẻ đẹp nó ngất ngây con gà Tây mãn nhãn người xem. Mỗi khóa ở Homeschool chỉ có 2 suất học bổng, tỷ lệ là 2:1.000. Có một thanh niên muốn có được học bổng vì nó sẽ giúp cậu lo hết tất tần tật học phí và mẹ sẽ không phải lo cho cậu. Có cô nhóc tên Maki cũng muốn lấy được nó vì cô là trẻ mồ côi, không có cơ hội để học tại một trường tư thục đặc biệt. Cuối cùng thì cả hai đều được nhận vào học. Bữa tiệc chào mừng của Homeschool cũng rất chịu chi, các học sinh sẽ được đổi đồng phục và thưởng thức tiệc nhẹ. Đúng như lời hiệu trưởng nói, tất cả 13 người ở đây sẽ có một trải nghiệm 3 năm học không bao giờ quên. Tất cả đều bị đánh thuốc mê rồi mới được đưa vào trường. Khi tỉnh lại thì đã ngồi trên con xe chạy sâu vào trong khu rừng dẫn tới trường học. Mọi người sẽ phải tuân theo những quy định mà thầy Amin thông báo. Đầu tiên là điện thoại sẽ đều bị tịch thu, không được phép dùng nó. Quy định thứ hai, học sinh sẽ phải đi ngủ cùng một lúc, không được rời khỏi phòng sau giờ ngủ. Thức dậy theo giờ quy định, mỗi buổi sáng cứ gà dậy là phải dậy theo. Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, mấy đứa sẽ phải tự túc khoản ăn uống ngày 3 bữa, còn những ngày còn lại sẽ được bao nuôi. Có một quy định bắt buộc mấy đứa sẽ phải tuyệt đối nghe theo, đó là chỉ được ở trong khu vực nhà trường, không được đi vào bất cứ khu vực cấm nào, đặc biệt là không được đi vào rừng vì sẽ bị lạc và bị thương nặng. Điều nào càng cấm càng khiến mấy cô cậu học trò làm ngược lại, nếu không giang hồ đâu có đồn nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Một nhóm mấy đứa thử một lần chơi lớn trốn ra ngoài, thầy hiệu trưởng đã trông thấy hết nhưng vẫn để mấy đứa trải nghiệm sợ hãi là gì. Nai cùng Maki và Tibet đi dạo trong trường, nhận được thông báo tập trung quay lại quân số đã hụt mất một nửa. Nghe Pen nói cậu nhìn thấy họ bỏ trốn, mặc dù không làm gì những 6 đứa ở lại vẫn phải chịu trách nhiệm đi tìm chúng quay lại. Vì theo quy định số 6 học sinh phải có trách nhiệm về mạng sống của nhau. Đâu còn cách khác, 6 đứa phải tìm cho ra trước khi trời tối vì nhìn khu rừng cực kỳ nguy hiểm nên họ chia nhau ra tìm. Để chắc chắn, Pen còn làm một chiếc ký hiệu ở dưới một gốc cây. Phía bên kia nhóm bỏ trốn đi cả buổi trời vẫn không tài nào ra khỏi khu rừng, đi hoài đi mãi chẳng thấy gì ngoài mệt. Móc còn có ý định quay về nhưng vài đứa không chịu vì thà ở ngoài còn hơn bị nhốt trong trường. Vì thế mà nội bộ lục đục, hai thanh niên lao vào trao đổi chiêu thức, cuối cùng là một nửa theo móc quay về trường, còn 3 đứa chọn đi tiếp. Trời thì đã bắt đầu tối, nhóm quay lại càng đi càng thấy sai sai, lại có tiếng gì đó hú dọa cả đám chạy té khói. May thế nào gặp được nhóm của Maki. Cô muốn biết âm thanh kỳ lạ đó là gì nhưng Tibet ngăn lại vì chân Fuji bị thương chảy máu. Cậu nghĩ nên quay về trước vẫn hơn. Vấn đề là làm sao tìm được đường quay về vì khu rừng cứ như mê cung không lối thoát. Đời này nhất định phải có một thằng bạn như Ben. Nhìn hơi ngu ngơ tí thôi nhưng bộ não chắc chắn của thiên tài. Cậu ta để lại dấu suốt dọc đường đi, nhờ thế mà cả nhóm quay về an toàn. Thế nhưng vẫn còn 3 đứa chưa quay lại nên vẫn phải đi tìm. White cảm thấy có lỗi vì đã gây ra rắc rối nên xin đi cùng. Ở chỗ này, Bill và Feng, 3 đứa đi tới độ đèn tắt luôn rồi nhưng chẳng tìm thấy ai. Nai sốc lại tinh thần cho hai cô gái xong rồi nói họ tiếp tục. Ai dè ngước đầu lên lại thấy ông thầy Forban đứng một góc nhìn họ làm giật bắn mình. Còn ở chỗ biệt đội bỏ trốn, Dinh Dai đã hối hận vì đi theo hai cậu nhóc này. Đã thế nhìn thấy xác của thú rừng thối giữa dưới đất thêm chút hiệu ứng gào rú. Hai thanh niên cong giò lượn bỏ lại Dinh Dai vấp ngã, chạy không cả quay đầu lại nhìn. May cho cô là lát sau nhóm của Nai đi ngang qua trông thấy. Hai nhóc kia cũng gặp được thầy Forban, quân số đã đủ nên cả nhóm quay về trường. Thầy Amin khúc này mới giải thích vì sao ông biết mấy đứa bỏ trốn nhưng không ngăn lại mà chỉ theo dõi từ xa vì ông muốn tất cả hiểu được nhà là gì. Đó không phải địa điểm mà là tình bạn. Mấy đứa đã là bạn của nhau thì phải dựa vào nhau, không được bỏ rơi bất cứ ai. Đây cũng là bài học đầu tiên của mấy đứa ở Homeschool. Lúc về phòng đi ngang qua hành lang nhìn thấy tên của các anh chị khóa trước, Maki đã dừng lại trước hình của Jan. Cậu ấy là anh trai của cô, tên thật của Maki là Jin. Khi cô còn nhỏ, Jan đã nhờ một sơ chăm sóc cô, còn dặn kỹ Maki tuyệt đối không được tới Homeschool. Từ đó cô không còn gặp lại anh nữa. Buổi học đầu tiên của nhóm là bài thể dục phát triển chung mỗi buổi sáng cùng với thầy Cham. Từ thứ hai đến thứ sáu tất cả các buổi sáng mấy đứa phải tập trung tại địa điểm này, giờ này để tập thể dục. Vì là buổi đầu tiên nên anh giáo ra nhiệm vụ nhẹ nhàng chạy 10 vòng để tích điểm, đã chạy dài còn phải chạy nhanh. Phen hụt chân ngã, anh giáo liền giúp đỡ cô dậy rồi chạy tiếp, vì nếu ai dừng lại thì tất cả sẽ phải chạy thêm 5 vòng. Thể dục xong sẽ là bữa sáng, ai nấy đều ăn rất ngon lành cành đào. Có đứa xin thêm mà thầy không chịu vì quy định của trường không ai được ăn nhiều hơn hay ít hơn người khác, số lượng chia đều cho nhau. Tiếp đó là màn giới thiệu giáo viên cho mấy đứa làm quen. Cô Jani, người đàn bà quyền lực của trường cũng chính là hiệu trưởng kiêm giáo viên dạy ngoại ngữ. Bên cạnh là Jepon, mê phấn son thích chạy lon ton,
ngoài quản lý mảng y tế ra còn là giáo viên tâm lý học, điều dưỡng và chữa lành tự nhiên. Thầy Gia Sát, yêu bình bát thích chạy trên cát mặt hơi căng nhưng là người quý học sinh, dạy khoa học xã hội và lịch sử. Cô Di Lắc dạy toán học và khoa học, có giọng hát nội lực ai nghe cũng phải nổi da gà. Thầy Cham thì ngoài thể dục ra còn dạy các môn thể thao, sinh học, cuối cùng là thầy Phó Ban, quản lý chung của trường. Tuần này sẽ không có buổi học nào nhưng thầy Amin muốn mấy đứa làm một việc. Nói rồi anh Giáp Phó Ban đem ra một đàn vịt, mỗi người sẽ phải chăm sóc cho một chú vịt con. Nếu vịt nhà ai mà bị thương mất tích hay ngủ củ tỏi hoặc bỏ vào om xấu thì sẽ bị phạt. Cả đám nghe xong lơ tơ mơ như gà mái lông tơ luôn. Ở nhà nắng không soi tới đầu, mưa không ướt đến chân, là cậu ấm tiểu thư càng vàng lá kim cương mà tới đây làm dân nuôi vịt. Nước đi này của ông giáo khiến tại hạ chỉ muốn khép đít lại một cái. Ben khá là thích đám loi nhoi vàng khè này. Maki đề nghị chia nhau ra một nhóm sẽ đi tìm thức ăn, một nhóm thì tìm chỗ ở cho chúng. Hội chị em theo Ben xuống bếp tìm thử xem có gì vịt ăn được hay không. Có mỗi Ben trước có đọc vài cuốn sách chăn nuôi nên biết vịt có thể ăn cơm trộn với rau băm nhỏ nên mỗi người một việc. Đứa vo gạo thổi cơm, đứa tìm rau trong tủ. Nhóm đi tìm chỗ ở thì đa số là phái nam, vài đứa thì nóng tính nên gây nhau suốt. Ti Bát nghĩ nên tìm gỗ để làm nhà cho vịt nên vào việc nhanh lắm. Có duy nhất ba cái đứa dinh dai, Hugo với cả Jin là chẳng chịu động tay gì. Cô hiệu trưởng trông thấy nhưng cô không lên tiếng vì tuần này đã quy định không phạt nếu vịt không bị thương. Mấy đứa cũng chán chẳng buồn nói nên tự giúp nhau mặc kệ nhóm ba bên kia ngồi không hưởng ghé. Nhóm Ben cầm theo đồ ăn quay lại, cậu nói cho mọi người nghe cách chăm vịt như thế nào cho tốt. Jin cùng Hugo rảnh rỗi sinh nông nổi lại không ưa Ben nên lúc thấy cậu bưng đồ ăn vịt đi vào cố tình ngáng chân làm cậu ngã sấp mặt. Hai đứa nó còn lấy đồ ăn hất vào người Ben làm cậu bị kích động đẩy Hugo một cái. Mọi người trông thấy tranh thủ chọc ngoáy cà khịa cho đã cái nư. Hugo phút chốc trở thành chúa tể dội quần a cay con chim cú đẩy ngược lại Ben một cái. Phái nam vội can lại, không hiểu sao Ben nằm co ro dãy dụa trên đất, miệng không ngừng nói xin lỗi một hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Wai thấy Hugo quá đáng nên tặng cho cậu ta cú tát thần công rồi kêu cậu ta tránh xa Ben ra. Thanh niên này lại cuộc xúc tính nóng như kem nên gây gổ. Na thấy thế chạy ra can khuyên thanh niên nếu muốn phang nhau thì alo cho mình không nên động tay với phái nữ không đáng mặt trai. Maki có lòng nói mọi người đừng lục đục như thế mà lại bị Jin nói cô tỏ vẻ thích gây sự chú ý. Cô hiệu trưởng thấy hết mọi chuyện, kêu đám nhỏ tới giờ ăn trưa rồi hãy quay về nhà ăn. Bữa trưa có bánh mì cà ri, súp thì mặn mòi bánh mì cứng như đá ném châu châu còn ngã. Không ai được đổi món, có thể không ăn và nhịn cho tới bữa tiếp theo. Không chịu buộc chịu. Ăn uống xong, mấy đứa ra chuồng vịt chơi, thấy Pen đặt tên cho chú vịt của cậu Maki và Wai cũng đặt theo. Nai chẳng nghĩ ra cái tên nào nên theo Ti Bát gọi chúng là Bo 1 và Bo 2. Tuy hơi vô tri nhưng các anh đẹp trai làm gì cũng được hết. Tên cá biệt thì chỉ đứng ngoài nhờ Wai cho mấy con vịt của họ ăn ké. Wai tốt bụng mà nên không từ chối. Cô còn giúp đặt tên của ba đứa nó cho ba chú vịt luôn để bỏ ghét. Cuối buổi, thầy Amin hỏi mọi người đã học được gì từ đàn vịt. Tất cả đều im lặng nên sẽ phải tiếp tục nuôi vịt cho tới khi rút được ra bài học của riêng mình. Hugo liền đáp cậu ta cảm thấy chẳng có bài học gì từ việc này cả. Ông giáo liền ra kèo nếu ai giữ an toàn cho vịt của mình đến ngày được quy định thì mỗi bữa sẽ được thưởng cho một món ăn đặc biệt, không cần phải dậy sớm tập thể dục và sẽ có phòng ngủ riêng. Hugo và Jin nghe thế liền gấp mông đi tìm Ben, diễn bài bạn hiền nhờ cậu chăm sóc vịt giúp chúng. Vốn là người tốt bụng lại bị đánh vào mặt tâm lý nên Ben đã đồng ý. Jin Jai cũng lươn lẹo chạy tới tìm Bill với cả Feng lấy cớ chân mình còn đau nhờ hai đứa chăm vịt giúp. Tối hôm đó trời sấm đùng đùng như sắp bão, Ben một mình chạy ra chuồng vịt nhặt lấy ba chú vịt của mình bỏ vào thùng. Quay ra thấy những chú còn lại cùng thương nên lại nhặt từng đứa một đặt vào trong chuồng rồi mới đem vịt của mình đem về phòng. Qua một đêm chuồng vịt bị gió quật cho te tua tơi tả, đàn vịt chẳng còn thấy con nào. Vịt của ai bị mất thì phải đi tìm, còn ai giữ được vịt con thì được ở lại ăn sáng. Nhưng nếu không quay lại trong giờ ăn sáng thì coi như bữa đó không được ăn, tìm không thấy vịt thì bị phạt. Cả đám vừa không tìm được vịt, vừa không kịp giờ ăn còn bị Hugo cà khịa. Cậu ta cũng được gọi là có lòng khi giữ lại 6 miếng bánh mì cho 6 cô gái. Maki chia nửa của mình cho phái nam, mấy đứa thấy thế cũng làm theo vì thà chết cả đống còn hơn sống một mình. Ăn xong miếng bánh, chương trình tìm vịt giải đua mở rộng lại bắt đầu. Điếu hiểu kiểu gì chú vịt đầu tiên mấy đứa tìm thấy lại là của Jin Jai. Cái đứa vừa không chịu chăm vịt còn lười đi tìm, con thứ hai là của Nai. Jin Jai hí hửng đem vịt quay về trường nhưng Nai thì không, cậu muốn cùng mọi người tìm tiếp nên nhờ cô à đem vịt của mình về cùng. Nhóm thứ hai chia ra tìm quá nản vì đo hoài chẳng thấy tiếng quắc quắc nào nên quay về tìm Ben hỏi cậu cách tìm vịt con. Ben đoán có khi đàn vịt đã quay về chuồng nên chạy ra xem thử, quả nhiên cả đàn ở đó thật. Mấy đứa tò mò vì sao Ben lại nghĩ chúng tự quay lại. Câu trả lời đơn giản là vì vịt là loài ăn nhiều, chúng sẽ biết tự quay về chuồng vì chúng biết đây là nơi an toàn và có đồ ăn. Bằng một cách ảo ma Canada, nhờ có Ben mà cả đám như được khai sáng thêm kiến thức mới, cũng hiểu thông điệp mà thầy Amin muốn mình học được. Mấy đứa quyết định xây lại nhà cho vịt. Phía kia, nhóm của Nai vẫn đang đi tìm trong rừng, đi tới đi lui một hồi lại thấy khu vực cấm. Nai vẫn nghĩ nên nghe thầy tránh ra. Maki thì không nghĩ như thế, cô tò mò muốn biết vì sao nó là khu vực cấm nên lại gần xem thử thì thầy Gia Sát bất thình lình xuất hiện kêu mấy đứa quay về vì đã tìm thấy hết vịt rồi và tuyệt đối không được tới đây nữa.
Nửa đêm hôm đó, Dinh Dai rủ Hugo ra ngoài chơi trò tình tính tang gần chuồng vịt. Đang cao hứng thì cô trông thấy một con vịt nằm im bất động, lại gần mới biết nó đã ngủ củ tỏi. Hugo mò xem bảng tên thì nó lại là vịt của cậu ta. Ý đồ đen tối lập tức lóe lên, thanh niên liền đổi bảng tên của mình cho vịt của Ben. Vì chuyện này, thầy Amin gọi tất cả tới phòng họp, trông thấy chú vịt bị chết trên bàn là của Ben. Không ai dám tin vì bình thường Ben là người chăm sóc lũ vịt kỹ nhất. Ben đã cố giải thích đây không phải chú vịt của mình nhưng thầy Amin không nghe. Cậu bị phạt tự nhốt mình trong phòng xưng tội cho tới khi nhận lỗi. Hôm sau những người còn lại nhận được phần thưởng là món ăn đặc biệt. Cô hiệu trưởng nói tuy chỉ là hamburger nhưng nó được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt và có sự chuẩn bị rất lâu. Ai nấy đều bắt đầu enjoy cái mu mừng thưởng thức bữa ăn cho tới khi phát hiện ra nguyên liệu đặc biệt đó chính là đàn vịt họ nuôi. Tất cả đều không thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng hỏi thì cô hiệu trưởng chỉ nói đó là hình phạt mà mấy đứa phải chịu. Còn tại sao phạt thì cô không nói cũng không cho ai hỏi gì. Cả đám không tin còn chạy ra chuồng vịt xem thử. Đúng là không còn chiếc cạp cạp nào trong chuồng. Cảm thấy nó đã vượt sức chịu đựng, mấy đứa quyết định bùng buổi học hôm nay. Maki và một vài người khác thì không dám làm theo vì sợ bị phạt nên quay lại phòng học. Nhóm còn lại thì lên kế hoạch tìm cách ra khỏi nơi quỷ quái này. Vừa mới nghĩ ra đi tìm điện thoại để gửi tín hiệu SOS thì thầy Gia Sát đi tới kêu cả đám vào học. 36 kế chuồn là thượng sách nhưng chưa đi được lâu đã đụng chúng thầy Gia Phong cầm thêm cây roi. Hết cách cả đám chỉ có thể vào lớp. Thầy Gia Sát khóa cửa lại rồi mới bắt đầu dạy. Nay chỉ hỏi nhỏ nhẹ một câu vì sao lại khóa cửa. Ông giáo liền hét vào mặt cậu cấm từ giờ ông không hỏi không ai được lên tiếng. Tiếng hét làm cả nhóm cũng phải rén ngang. Ngoan ngoãn ngồi học, Gia Sát bắt đầu bài học về môn lịch sử nhưng nó lạ lắm. Thầy đưa cho mỗi người một tờ giấy thú tội, phải ghi ra những lỗi lầm mà mình mắc phải từ khi vào trường. Còn nếu như không làm theo thì sẽ bị nhốt ở đây cho tới khi đến giờ ngủ nên ai nấy đều phải làm. Sáng hôm sau, Maki thức dậy sau cơn ác mộng chuyện ám ảnh hồi còn nhỏ. Nhìn đồng hồ đã quá giờ tập thể dục mà hôm nay không có chuông đánh thức. Cô vội gọi mọi người dậy rồi chạy ra sân mà có vài cô nàng không thoát khỏi cơn buồn ngủ nên kệ luôn. Ra tới sân cũng chỉ có 3 thanh niên, nhóm còn lại cũng không chịu dậy. Cái kết của vụ không gọi được đủ người ra là 6 đứa sẽ phải chạy thay cả phần của họ, cho tới khi có mặt đầy đủ thì mới được dừng lại. Nhóm đến trễ đã tới nhưng vẫn thiếu 2 người nên Cham không cho mấy đứa nghỉ. Nhóm trễ sẽ phải ngồi xuống nhìn bạn của mình bị phạt chỉ vì bản thân đến muộn. Tới giờ ăn sáng đồ ăn cho heo heo còn chê, thịt gà thì cháy cơm thì nhão. Vài đứa muốn đi xanh chín với thầy cô thì cô hiệu trưởng đi tới phán đúng câu xanh dờn. Nếu như ai không ăn thì những đứa còn lại sẽ bị phạt ăn phần của ai không ăn. Nếu mà không ăn hết thì sẽ phải nhịn cả bữa tiếp theo. Nay không hiểu vì sao ngày đầu cô dạy bạn bè phải yêu thương nhau mà giờ lại có mấy cái hình phạt củ chuối như thế. Cô hiệu trưởng nhẹ nhàng đáp nếu thật sự yêu thương nhau thì đừng gây rắc rối cho những người còn lại. Nghe thế cả đám cắn răng cố ăn hết đồ ăn sáng trên bàn. Sau đó, Maki và Wai đã tới tìm cô Jani để hỏi tình hình của Ben. Cô nói Ben đang được điều trị tâm lý vì bị nhốt một mình, muốn đi thăm thì phải tan học mới được phép. Mấy ngày hôm nay cả đám toàn bị phạt chứ chả được học, có thắc mắc cô Jani cũng không giải thích. Lát sau là giờ học của cô Zilak, mấy đứa phải trả lời câu hỏi cô giao trong vòng 5 phút. Câu hỏi thì vừa khó vừa dài, ai mà làm sai câu nào thì tất cả không được rời khỏi đây. Bài thi hóc búa rồi mà cô Zilak cứ đi đi lại lại hát vớ hát vẩn. Đi một vòng thấy có đứa giải sai thế là cô lại cho thêm câu hỏi mới, cứ làm cho tới khi tất cả đều trả lời đúng. Phía bên kia, Ben vẫn bị nhốt trong một căn phòng. Cậu năn nỉ thầy Gia Phong thả mình ra nhưng không được. Anh đưa cho Ben viên kẹo nói rằng họ đang điều trị cho cậu rồi đi ra ngoài. Ben ngồi co ro một góc xin lỗi không ngừng. Nó khiến cậu nhớ lại khi còn ở nhà thường hay bị ông ba mắng và nhốt lại trong phòng chỉ vì đầu óc cậu không được bình thường như những đứa trẻ khác. Lúc Wai và Maki tới thăm đã thấy Ben bị kích động cực mạnh tay ôm lấy đầu. Hai đứa phải trấn an mãi cậu mới bình tĩnh lại. Ben có một trí nhớ rất tốt. Cậu còn nhớ chú vịt của mình có vết đốm trên chân trái nên con vịt bị chết không phải của cậu. Ngoài ra cậu cũng nhớ hết những đặc điểm của mấy chú vịt khác trong đàn. Nhưng còn con bị chết thì cậu không chắc nó là của ai vì trước giờ cậu chưa từng thấy nó. Maki cảm thấy chuyện này rất lạ. Có thể là một sự sắp đặt nào đó của thầy cô để có chuyện phạt họ. Wai không một động tác thừa chạy đi tìm ông bà giáo. Gặp ai là nói cho ra ngô ra khoai mọi chuyện. Cô biết thừa nếu chửi thẳng vào mặt thầy cô thì kiểu gì người bị phạt cũng là những người khác chứ không phải mình. Cô Jepon cười một cái khuyên Wai nếu đã tìm ra được vấn đề thì hãy nghiên cứu cách giải quyết rồi cùng thầy Gia Sát rời đi bỏ lại mấy đứa chẳng hiểu cô có ý gì. Nai cùng Tibet trông thấy mọi chuyện nên tới hỏi. Wai đã kể lại cho cả hai nghe. Nai cảm thấy nó giống như một bài học mà thầy cô muốn gửi tới họ. Wai thì khác, cô rất nhạy cảm với việc bị vu oan vì hồi chưa tới đây cô cũng bị như thế. Đám người lớn đó vu oan rồi đẩy cô tới home school. Bố mẹ cô không may qua đời, gia đình cô ai cùng đều tin Wai liên quan tới cái chết đó. Hồi còn ở trường cũ cô cũng từng bị một cô giáo vu oan rằng cô tán tỉnh ông ta. Đến người gì cũng không tin Wai, bà ấy ép cô tới home school. Vấn đề hiện tại là phải làm sao để làm rõ vụ con vịt, vì chuyện đó là nguyên nhân khiến cả đám bị phạt. Bốn đứa suy nghĩ một hồi đều có chung quan điểm là có người đổ tội cho Ben. Hôm sau đến giờ ăn, mấy đứa đang nghiên cứu xem đồ ăn hôm nay có vấn đề gì hay không thì thầy Gia Phong đem một phần tới nhờ Giang Giai đem nó đến cho Ben. Không chỉ hôm nay mà những ngày sau cũng thế. Giang Giai cầm theo phần ăn tới tìm Ben.
Nhìn thấy cậu ấy như thế, cô nàng có hơi khó xử nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. Maki đoán ra chuyện con vịt chắc chắn liên quan tới Giang Giai nên đứng chờ. Đang rằng co thì Google từ đâu chui ra ngăn hai đứa lại. Những hình phạt sau đó vẫn tiếp tục. Giờ thể chất thì hít đất, nhóm nữa mệt bở hơi tay không đẩy được nữa nên nhóm nam phải làm thay. Google đếch chịu được nên than đôi ba câu. Maki mới nói cho nghe những hình phạt này bắt đầu từ khi Pen bị nhốt. Vậy nên chắc chắn vì có người vu oan cho Pen nên thầy cô mới làm như thế. Chỉ cần ai làm sai đứng ra nhận lỗi thì mọi thứ sẽ lại bình thường. Sau mấy ngày quan sát thì Jin Jae và Hugo là người đáng nghi nhất. Thấy Hugo cứ im im không nhận Yuji, máu cứ dồn hết lên não nên tác động vật lý vài đường. Cuối cùng Jin Jae cũng thấy sai, cùng Hugo đồng ý nhận lỗi. Hai đứa nói thật là Hugo đã cháo bảng tên cho Pen, tất cả là lỗi của mình. Thầy Amin biết từ lâu rồi, bởi vì chú vịt bị chết không phải là của ai cả. Ông muốn dạy cho mấy đứa bài học mà trước giờ chưa ở đâu dạy cả, đó là không được để người vô tội chịu phạt oan. Chuyện đã rõ nên Pen sẽ được thả ra, còn Hugo và Jin Jae sẽ phải tự rút kinh nghiệm từ sai lầm mình gây ra. Đàn vịt của mọi người vẫn còn ăn khỏe uống khỏe. Pen mới được thả đã chạy ra thăm chúng. Hugo và Jin Jae tìm cậu để xin lỗi mà bị Pen cho ăn bơ. Tự dưng hiệu trưởng gọi mọi người tập trung vì có chuyện muốn thông báo. Ông cho Maki làm lớp trưởng trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cô nàng. Maki theo thầy lên phòng để nhận phổ cập kiến thức một lớp trưởng nên làm những gì. Lúc được cô hỏi vì sao lại chọn mình, thầy Amin chỉ nói vì cô làm ông nhớ tới một người hồi xưa, tiền bối khóa thứ tư tên là Jan. Rồi xu luôn, hai anh em chui ra từ một lỗ không giống sao được. Trước kia Jan cũng là lớp trưởng, rồi cô sẽ được gặp Jan nhưng không phải bây giờ. Nửa đêm, thầy Amin cho gọi mọi người tới họp khẩn. Ông muốn cho mấy đứa một cơ hội đặc biệt để về nhà cuối tuần này, nhưng chỉ có một slot cho tất cả. Ai nhận được phiếu bầu nhiều nhất từ các bạn thì sẽ nhận được slot đó. Buổi học hôm sau còn khoai hơn khi cô Japon kêu mấy đứa viết thư về nhà. Vài đứa chăm chú viết, cũng có đứa không muốn nên ném giấy gấp máy bay. Fuji nhớ tới ông ba của mình, trước cô cũng là chị đại trong trường thương tích đầy mình nên ăn mắng nhiều ra phết, cũng thường hay bị đem ra so sánh với em trai. Bố cô thuộc tuyết người trọng nam khinh nữ, chỉ muốn có con trai. Ông cũng làm đủ thứ chuyện ngoại tình nên mới viết hai chữ bố ơi, cô không thèm viết nữa. Phần bỏ phiếu xem ai được về cũng đau đầu vì ai cũng thích ra khỏi đây. Mét năn nỉ mấy thằng bầu cho mình đương nhiên là không ai chịu. Jin còn chưa lớn tới mức ai bầu cho cậu sẽ nhận được 1 triệu bạt mà bị phản ứng dữ dội vì nó gian lận. Mét chuyển qua lấy lòng phái nữ, mua nước cho mọi người uống. Không chỉ mua nước mà nếu như họ chịu bầu cho cậu thì cậu sẽ làm nô lệ mang nước tới cho cả kỳ. Lát sau Jin đến tìm Wai, còn chưa kịp nói gì đã được cô thông não không phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Bị nói trúng tim đen, Jin a cay con chim cú lắm mà không làm gì được vì Nai tới bảo kê Wai. Fan có một chiêu hơi cũ nhưng xài hoài không chán, cố tỏ ra yếu đuối để được thương. Đang quét sân thì vừa đứng loạng choạng theo kiểu đau đầu. Nhỏ diễn màn nước mắt cá sấu than từ nhỏ mình đã luôn yếu đuối, một nhánh lá rơi cũng đủ khiến cô giật mình. Thấy nó chưa có đủ tác dụng nên cô bất tỉnh nhân sự luôn cho giống, được mấy đứa đưa tới y tế, còn không ngừng nói mớ muốn được về nhà. Nhỏ này kể ra cũng mưu mô ra phết, khi còn ở nhà mẹ cô bận bịu kiếm tiền miết chẳng quan tâm mấy, thế là nhỏ đã tự làm mình bị thương để được mẹ để ý. Chưa dừng lại ở đó, cô còn xuống bếp tìm Tibet với cả Pen đang nấu nướng giúp họ một tay rồi cố tình tự cắt trúng tay mình. Thật tình cờ cảnh này lại bị Fuji nhìn thấy, đến cô cũng phải sốc trước tài diễn siêu đỉnh của Feng, độ lật mặt hơn cả bánh tráng trộn. Fuji tìm đến cô góp ý thôi ngay cho cố tỏ ra là mình đáng thương đi là vừa, ai dè lại sập bẫy, đã không làm rõ được thì thôi còn bị Bill hiểu nhầm là cố tình gây chuyện với Feng. Tới chiều Bill lại thấy Feng ngã nằm sóng xoài trên đất, đầu bị dập máu chảy từa lưa được đưa lên phòng y tế. Được đà cô diễn thêm một màn yếu đuối trước mặt cô Japon, nhỏ nói mình muốn về nhà với mẹ cô Japon lại nói Feng nên đôi khi nên chấp nhận sự thật vì mẹ cô cũng muốn cô ở lại đây. Sau bao ngày diễn ra đủ thứ chuyện trên đời thì cuối cùng cũng có kết quả ai nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Không nói cũng biết đấy là Feng với Sương Sương 6 phiếu. Fuji phản đối chuyện khứa này được về nhà vì Feng ăn gian lừa mọi người. Mấy đứa cảm thấy Fuji chỉ đang ghen tị vì không được về nhà. Một mình Fuji gây gổ với cả thế giới cho tới khi thầy Amin đi tới. Cô vẫn chắc chắn mình nói toàn sự thật. Feng cũng không nhận mình nói dối lừa mọi người. Ông thầy nhẹ lắc đầu rồi cho mấy đứa xem một vài đoạn phim hay ho. Đầu tiên là biểu cảm trước khi ngất xỉu của Feng. Sau đó là chuyện cô tự đập đầu mình. Nhỏ vẫn không nhận mà đổ cho thầy cô dựng chuyện. Japon giải thích thầy cô hiểu rõ tình hình của mỗi người khi tới đây và Feng không hề bị bệnh hay yếu đuối gì cả. Túm cái nư lại thì phiếu bầu bị hủy không ai được về nhà. Feng vẫn cố nói là mình không nói dối năn nỉ cả đám phải tin mình. Fuji ngứa hết cả đít, nếu Wai không ngăn là cô phang cho nhỏ này im cái mồm rồi. Không ai muốn nghe Feng nói cả vì đã quá thất vọng rồi. Đến cả Pen cũng đứng dậy rời đi. Feng quay về phòng cố bám lấy hy vọng cuối là Bill nhưng cô cũng đủ thất vọng rồi. Bị Fuji mắng cho vài câu, Feng bỏ ra ngoài. Wai khuyên mấy đứa không nên nặng lời quá vì dù sao ở đây cũng chỉ biết dựa vào nhau mà sống thôi. Nói rồi cô cùng Maki ra ngoài tìm mà chẳng thấy Feng đâu. Gặp ba thanh niên bên ngoài nên họ chia nhau ra tìm. Chạy khắp cái trường cũng chẳng thấy đâu. Té ra nhỏ đang đứng ngoài hành lang tầng 2. Tibet trông thấy nên khuyên cô cứ bình tĩnh nhảy xuống chỗ này chỉ què thôi chứ làm sao mà hẻo được. Nhưng mà nếu què thì mệt lắm. Vừa nói vừa lại gần giữ cô lại.
Fan muốn xin lỗi Bill vì đã lừa cô ấy. Fan hứa từ giờ sẽ không làm như thế nữa nhưng Bill vẫn còn giận cho cô Amber. Maki với cả mọi người mới khuyên cứ bình tĩnh rồi những người khác sẽ tha lỗi cho cô thôi vì cái gì cũng cần có số thứ tự mà. Khuya hôm đó, cô Jani đến tìm thầy Amin vì sợ khóa học này không giống với những khóa trước nếu cứ tiếp tục cô lo sẽ có chuyện, thậm chí là bị như Jan. Còn bị sao thì cô chưa bật mí. Thầy Amin thì khẳng định Jan không phải là thất bại của họ rồi nói cô tiến hành bước tiếp theo. Hôm sau, cô cho tập trung lớp học lại thông báo mai sẽ có một bài thi. Cả đám đều hoang mang vì từ đầu học kỳ tới giờ chả học được bao nhiêu làm sao thi cho được. Cô Jani nói bài thi này sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng cơ bản của mọi người và đừng hỏi thêm gì cả. Cô cũng chẳng nói sẽ thi môn gì nên cả lũ chẳng biết được nào mà ôn. Đến giờ làm bài, thầy Amin bật mí đây liên quan tới bộ môn đòi hỏi mọi người phải vận động hết trí não, bất kể chất xám, tài năng, chiến thuật và sức mạnh của mình. Ai mà về nhất sẽ được thưởng vừa nói vừa đem điện thoại ra, ai vượt qua bài thi sẽ được dùng điện thoại gọi cho một người nào đó. Học sinh sẽ được chọn thi môn học mà mình giỏi, làm mọi cách mình muốn để làm được bài. Bài thi có 3 vòng, từ khi thành lập trường tới nay cũng chỉ có duy nhất một người đi vào đến vòng cuối cùng, chính là Jan. Có tất cả 5 để cho mấy đứa chọn, ai thích môn nào thì lựa môn ấy. Mấy đứa dàn đều ra, tới phòng thi nào cũng bị giáo viên dọa tinh thần trước rồi hỏi vì sao lại chọn môn thi này. Phòng thi lịch sử xương xương 100 câu làm trong 30 phút, thể chất thì chỉ cần chạy thắng thầy Cham, đề tiếng Anh thì có 1 tiếng để tìm ra thông điệp tác giả muốn truyền tải trong đoạn văn. Điểm cao thì qua vòng, thấp hơn auto bị trượt, phòng nông nghiệp Bill chọn thì tìm ra ít nhất 12 loại hoa cắm vào bình trong vòng 1 tiếng. Chỗ khoa học thì cũng 1 tiếng trả lời 20 câu hỏi. Vì là có thể làm bất cứ cách nào để qua bài thi nên Hugo với cả Dinh Dai xách ghế ngồi chung bàn với Ben luôn. White cảm thấy như thế là bất công nói với cô thì cô im lặng. Quay ra kêu Ben che bài liền bị Dinh Dai dọa sẽ xé đôi tờ đáp án của cô. Hết cách White chỉ có thể cùng Ben làm để lũ ăn bám này sơi ké. Nhờ thế tất cả đều qua vòng. Thời gian làm bài bắt đầu, ai nấy đều hì hục vào việc. Bill thì ra ngoài rừng lượn lờ tìm hoa mà tìm mấy vòng chỉ có đúng một loại. Đi tới đi lui bị lạc luôn, vừa đi vừa khóc toáng cả lên không muốn thi nữa. Đoạn văn tiếng Anh lạ ở chỗ chả có câu nào liên kết với câu nào nên Tibet này ra ý cùng nhau giải đề, sát nút mới tìm ra được đúng thông điệp. Chỗ lịch sử ai nấy đều cắm đầu cắm cổ đọc câu hỏi vì có ít thời gian. Từ nhỏ nay đã bị bố tiêm cho suy nghĩ chỉ có đứng hạng nhất mới là thành công còn bên dưới hạng một chẳng là gì cả. Vì gia đình cậu không cần biết bằng cách nào nhất định phải thắng. Vất vả vận lộn với bộ não cả nửa tiếng trời, cuối cùng nay là người về nhất. Hai thanh niên chọn thể chất còn khổ hơn vì vất cả háng lên cổ chạy vẫn không đuổi kịp thầy Cham, chạy mệt tới mức nằm bẹp dí dưới đất. Nghe anh giáo nói mình là vận động viên quốc gia làm cả hai hối hận vì ban nãy lỡ gáy to mà giờ lo so lại tụt. Những ai trượt vòng đầu đều bị đánh một dấu X trên trán rồi tới phòng họp ngồi xem các bạn chơi tiếp. Thắng thì tới lớp của cô Japon chuẩn bị thi vòng tiếp theo. Mét thấy thằng em sinh đôi móc của mình cũng trượt nên chọc ngoáy. Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì vui hơn nhiều. Vòng thi thứ hai cô Japon khuyên mấy đứa phải phân tích, suy nghĩ và phân biệt nhiệm vụ thật kỹ thì mới qua màn được. Sau đó mấy đứa phải đi thay đồ rồi ra sân đã chuẩn bị sẵn mấy cái ghế. Hugo chưa chắc là thi chiếc ghế âm nhạc. Ai dè đúng thật làm nụ cười vụt tắt. Quy tắc đơn giản là tìm được chỗ ngồi cho tới khi nhạc dừng lại. Ai không ngồi thì bị loại. Cứ nhạc còn bật là có thể làm mọi thứ để được ngồi. Trong đầu Hugo chỉ có nghĩ ra chuyện dùng bạo lực. Nhạc lên, trò chơi bắt đầu. Cả hội giúp nhau xô đẩy để có chỗ ngồi cho mình còn lại một ghế duy nhất cho Hugo và Dinh Dai tự tính sao thì tính. Tới khúc này thì gái gú bỏ hết ra trong đầu. Hugo nhảy luôn lên ghế tặng cho Dinh Dai chiếc lá bị loại. Nhạc chưa dừng lại nên cậu ta kêu Dinh Dai qua mà cướp ghế của Feng. Thế là mặc kệ đời nhỏ tới giành giật cướp chỗ. White tức quá đứng dậy đạp cho nhỏ ta một cái rồi lao vào đấu võ mồm không má nào chịu thua má nào. Tibet đứng phất dậy nói cả đám nếu cái ghế là vấn đề của rắc rối thì phá xử chúng đi để không ai vào vòng trong. Nói xong dứt khoát phá hỏng ghế của mình. Tibet giật lấy ghế của Hugo định phá nốt rồi Sukana luôn vì thế mà nội bộ lại lục đục. Khán giả ở phòng chờ đáng rất hào hứng của Vũ thì cô Jani đi vào. Cô muốn mấy đứa thay vì hò la thì hãy suy nghĩ xem vì sao bản thân lại bị đánh trượt. Đội đang thì quá mạnh, mạnh ai nấy làm, đứa nào phang nhau vẫn phang, đứa nào bị ám ảnh thì vẫn cứ ám ảnh. Maki phải ngăn mãi hết khô cuống họng mới làm mọi người dừng lại. Cô nói tất cả hãy chơi lại một cách công bằng, ai mà dùng bạo lực là auto trượt. Có mỗi Dinh Dai với cả Hugo là ích kỷ không muốn còn lại đều đồng ý với Maki nên trò chơi bắt đầu lại. Gọi là không đánh nhau thôi chứ vẫn xô đẩy thằng này đè thằng kia, con này túm cổ con kia. Phái nam rủ nhau quýnh hội đồng Hugo để Pen ngồi trước. Phái nữ cũng như thế nhưng Maki bị cô ả chiếm hết ưu thế không chơi lại Dinh Dai. Thế là Pen lao đầu mình hút cô ả một cái ngã lộn nhào giữ ghế cho Maki. Cuối cùng thì vẫn là còn một ghế cho Dinh Dai và Hugo tự đấu. Lần này Dinh Dai nhanh chân hơn, xong cái thành đôi chim di cào cấu bấu xé nhau. Nhạc dừng không ai có chỗ ngồi nên cả hai đều trượt, có một dấu 10 trên trán, lại còn rất được chào mừng ở phòng họp. Lượt thứ hai nhạc lại lên, mấy đứa có chút khó xử. Fan đã dừng lại không chơi nữa vì cảm thấy có lỗi với mọi người nên cô chọn rút lui. Vòng cuối cùng chỉ giữ lại một ghế, cô Japon nhắc lại một lần nữa quy tắc rồi mới để nhạc chạy. Maki ngăn mọi người dừng lại đã để phân tích chút xíu những lời cô Japon vừa nói. Đột nhiên cô nghĩ ra chị giáo chỉ nói tìm chỗ ngồi chứ đâu nhất thiết phải ngồi trên ghế.
Thế là cả đám ngồi dạp xuống đất chờ nhạc tắt trong tâm thế lo lắng trời nắng cho tới khi cô giáo thông báo tất cả đều qua màn. Vòng cuối mới là khốc liệt vì chính thầy Amin sẽ coi, có một câu hỏi để trả lời trong vòng một tiếng. Vẫn là quy tắc cũ làm mọi cách để có câu trả lời nhưng chỉ có một cơ hội lên tiếng. Cái để là tờ giấy trắng mỗi đứa cầm một tờ đi tìm câu trả lời, tiếng sau quay lại. Cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn vì có hai chiều hướng. Maki thì cảm thấy từ vòng đầu tới giờ qua được là nhờ giúp đỡ nhau nên vòng này cũng sẽ thế. Nai và Tibet thì không nghĩ như thế vì phần thưởng chỉ có một mà thôi. Quan trọng hơn là phải làm như nào mới siêu ra được câu hỏi. Sau đó thì cũng thân ai nấy lo cho mình. Đứa thì giơ lên soi sáng, đứa thì dùng chì tô, đứa thì thả giấy xuống nước, đứa thì vào bếp dùng đá lạnh để chữ hiện ra. Ben thì từng gặp trường hợp này một lần ở giờ học vẽ. Nếu dùng mực và nước tranh thì chỉ cần đưa tờ giấy vào gần ngọn lửa chữ sẽ xuất hiện. Cách nào trong số cả năm đều không hiệu quả, chả có gì hiện ra cả. Thời gian làm bài đã hết, Ben Nhung mạnh dạn trả lời câu hỏi là trống không bởi vì ngay từ đầu trong giấy thi chẳng có gì. Nghe thì cũng hợp lý nhưng nó vẫn cứ là sai nên dấu 10 đầu tiên xuất hiện. Nhóm còn lại được thêm 1 giờ để tìm câu trả lời. Wai cay cú lắm, cô cũng muốn có điện thoại để gọi cho phóng viên bóc mẽ ngôi trường này cho bõ tức. Còn Nai, cậu muốn có phần thưởng vì muốn làm rõ vì sao bố lại đưa mình tới đây. Tibet thì nhớ mẹ, bà ấy là nhạc sĩ. Kể từ khi bố cậu qua đời, bà ấy trở nên ốm yếu, sức khỏe xuống dốc không phanh, từ đó bà cũng bỏ luôn việc sáng tác. Tibet muốn trở thành bác sĩ vì mẹ nhưng đến một ngày, bà ấy lại muốn cậu tới home school vì thầy Amin đã hứa sẽ chu cấp đầy đủ nếu giành được học bổng. Bây giờ cậu chỉ muốn biết mẹ như nào rồi. Maki thì tinh thần chơi cho vui vì cô chẳng có ai để gọi về cả. Cô chỉ muốn biết thầy Amin đang có kế hoạch gì, còn lý do thì Maki không nói. Cô vẫn giữ vững quan điểm giúp nhau làm bài, có vẻ như ông thầy đang muốn dạy mấy đứa một điều gì đó cũng nên. Cả bốn suy nghĩ từ bờ sông vào tới trong thư viện vẫn chưa nghĩ ra vì sao đều thi lại là tờ giấy trắng. Đột nhiên Tibet nghĩ ra đem tờ giấy tới cho thầy Amin, biết đâu thầy sẽ cho họ câu hỏi. Được thì ăn cả ngã thì về ăn phở gen, ít ra họ cũng đã cùng nhau cố gắng. Nói rồi bốn đứa đem tờ giấy trắng tới tìm thầy Amin rồi lần lượt cùng nhau giải thích. Thầy Amin ưng cái bụng rồi nhưng vẫn còn một câu hỏi nữa. Đó là ai sẽ là người phù hợp để nhận giải thưởng vì nó chỉ có một. Mấy đứa tự thảo luận bầu cử tìm ra người xứng đáng. Maki và Wai đều nhường lại cho Tibet vì hai đứa không cần nó bằng cậu. Nai cũng đồng ý với hai cô gái vì Tibet xứng đáng nhận được nó. Và thế là Tibet có 10 phút, cậu cầm chiếc điện thoại lên rồi lại đặt xuống vì nghĩ mình có được cơ hội này là nhờ các bạn, vậy nên ai cũng xứng đáng có được phần thưởng này. Thầy Amin lấy lại chiếc điện thoại rồi khen cả bốn hãy tự hào về bản thân vì đã vượt qua các vòng thi. Ông nói thêm khi nào mấy đứa thật sự chịu lắng nghe thì sẽ hiểu được điều mà Home School muốn nói là gì. Phía bên kia, cô Jani tới tìm đội bị trượt nói vài câu về lý do họ bị đánh dấu là vì trong suốt bài thi, mọi người không hề hỗ trợ mà chỉ đánh bại nhau quên mất rằng bài học đầu tiên ở trường là phải giúp đỡ lẫn nhau. Cô nói thế thôi chứ nhìn mặt mấy đứa này bất mãn theo kiểu chẳng hiểu gì rồi. Vẫn còn một ý nữa cô muốn nói rằng bạn bè thì phải biết hy sinh cho nhau dù điều đó sẽ khiến bản thân không đạt được điều mình muốn. Khuya hôm đó bộ tứ siêu đẳng đang đứng nói chuyện về phần thi vừa rồi. Tuy là không ai được gọi về nhưng Maki nghĩ tất cả đều có phần thưởng, đó là hiểu nhau hơn. Đột nhiên cô trông thấy cô giáo Japon một mình chạy đi đâu đó ra ngoài nên bám theo. Tibet liền chạy ra giữ cô lại. Maki đành nói thật lý do mình tới đây học là để tìm anh trai. Ở một nơi nào đó, Jan đang bị nhốt dưới một căn phòng tối. Thầy Amin tới và nói cho cậu nghe cô học sinh khóa mới làm thầy nhớ tên cậu. Nghe cái tên Maki mà Jan giật mình hốt hoảng. Nói xong ông chùm đầu Jan lại. Ông ta đưa Jan đến một căn phòng có cả các thầy cô khác nữa nói là đem cậu tới đây để điều trị. Còn Jan thì gào thét thả ra khô cuống họng. Ở chỗ Maki, cô kể cho Tibet nghe ông anh mình mất tích từ 6 năm trước. Cô tin là các thầy cô trong trường đã bắt nhốt anh ấy lại ở đâu đó quanh đây. Nói tới đây thấy có bóng người đi ngang qua nên hai đứa vội tìm chỗ núp. Tibet khuyên cô nên quay về trước vì có đi tiếp cũng chẳng tìm thấy họ đang ở đâu, không khéo lại còn bị nhốt lại nữa. Hôm sau, cô Ji Lắc giao nhiệm vụ cho lớp học làm một bài báo cáo khoa học hoặc là lịch sử, rồi phân tích tầm quan trọng của nó với thế giới. Tiết học sau sẽ trình bày trước lớp. Bài tập làm theo cặp nên mấy đứa tự tìm bạn đồng hành với nhau. Phen muốn nhân cơ hội làm lành với Bill mà bị cô cho ăn quả bơ to bự chẳng. Ben thấy cô không biết nên làm chung với ai nên đã tới rủ về đội của mình. Lúc bộ tứ học chung ở thư viện, Tibet đã nói nhỏ với Maki mình sẽ giúp cô tìm Jan. Trông thấy hai đứa này tự dưng thân làm Wai còn nghĩ hai đứa đang có mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ. Cô quay ra nói với Nai mà anh không để ý chuyện người khác, quay ra lại thành đôi bên này chọc ghẹo nhau. Nhóm của Jin Jae với Hugo thì chán chả buồn nói, thấy mỗi tán tỉnh nhau thôi chứ chẳng học hành gì cả. Bị cô Jani nhắc nhở vẫn cố tình chơi trò tình tính tang. Sau chuyện này, cô Jani quyết định ra quy tắc số 7, tất cả học sinh bị cấm phát sinh tình cảm trong trường. Tình cảm mà trường muốn các học sinh có là thứ tình bạn trong sáng hồn nhiên giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải tình yêu gà bông bồng bột nhất thời đang phát triển ở một vài cậu bạn. Hugo biết cô Jani đang nói mình, chẳng những không nhột mà còn cố tình chọc tức cô. Jin Jae thì cũng coi quy tắc này vớ vẩn, cô còn có ý tán tỉnh Nai với cả Tibet cho riêng mình. Hugo thì cô chỉ coi như qua đường thôi. Fuji không thích con bạn mình cư xử lăng nhăng như thế, nó giống hệt như ông bố thích ngoại tình của cô vậy. Ngồi học chung với nhau, Fuji để ý nhỏ Jin Jae mắt dán lấy Nai không rời.
tức quá cô đứng dậy combat võ mồm một trận. Dinh Dai cũng tiếp chiêu cãi lại, nói một hồi mắng đến gia đình nhau nữa là Dinh Dai như xôi tiết lao vào túm tóc túm cổ. Mỗi lần có ai cãi nhau là Ben cũng sẽ bị kích động, mấy đứa còn lại thì chạy tới can, vất vả lắm cũng chả tách được hai con mụ tính nóng như kem này ra. Cho tới khi cô Ji lắc chạy vào chúng nó mới chịu dừng lại, Fuji thì ngồi xuống ghế còn Dinh Dai bỏ ra ngoài. Cô nàng bị nóng máy khi nhắc tới gia đình là bởi vì có lần bố cô từng dẫn theo cô tới bắt quả tang mẹ đi ăn chay. Bố cô thì tức giận bỏ lại hai mẹ con, đến mẹ cô cũng chẳng cảm thấy có lỗi, mặc kệ Dinh Dai đứng ngoài mà đi vào phòng với phi công trẻ của bà. Đây cũng là cú sốc cực mạnh của Dinh Dai. Hugo đi ngang qua thấy người đẹp ngồi một mình nên đến bắt chuyện. Thanh niên này cũng rất biết dỗ dành con gái, đặc biệt là mỹ nữ u sầu. Phía bên kia, Nai và Wai đang nghiên cứu làm bài thì Bill đi tới. Có vẻ như cô nàng này cũng đang bị u mê vẻ đẹp của Nai nên muốn nhờ cậu ấy giúp. Nhân lúc Nai đi tìm tài liệu còn cố tình nói cho Wai nghe chuyện này, với cả hỏi xem Wai có định làm tình địch của mình hay không. Có vẻ như Nai cũng đánh hơi ra nên khi Bill hỏi về mẫu hình lý tưởng, thanh niên nói luôn là người giống như Wai, nhỏ Wai thì chẳng quan tâm cho lắm. Tối hôm đó, Dinh Dai cùng Hugo ra bờ suối ngắm sao, chẳng hiểu mà ngắm kiểu gì lúc sau đứa nào đứa nấy trần như nhộng nằm bờ suối tâm sự tuổi hồng. Dinh Dai kể cho cậu nghe câu chuyện cuộc đời lâm ly bi đát của cô, kể về ông bố bà mẹ chẳng quan tâm tới mình. Thật tình cờ gia đình Hugo cũng thế, bố mẹ chỉ quan tâm tới cậu anh trai tên Hunter. Vì một vài lý do anh trai cậu mất, bố mẹ liền cho rằng đó là lỗi của Hugo. Đôi chim di cứ vô tư hồn nhiên tám chuyện với nhau mà không biết thầy Zaphon đứng từ xa trông thấy hết sạch cảnh này. Ở một nơi nào đó, Maki cùng Tibet trông thấy cô Zaphon và Jani đi ra ngoài, định lén bám theo mà lại bị Feng với Ben nhìn thấy. Maki nhất định phải bám theo nên mặc kệ chạy ào đi, Ben muốn đuổi theo mà sợ bị phạt, lại được Feng bồi cho câu có gì cùng nhau chịu, xong cái hai đứa này cũng đuổi theo luôn. Ben khuyên Maki mau quay lại ký túc xá trước khi thầy cô biết, dù sao cũng mất dấu nên Maki đồng ý với vẻ mặt hơi hụt hẫng. Khuya lắc lơ, phòng nữ đang ngủ ngon lành thì cô hiệu trưởng tới lôi cổ Dinh Dai ra ngoài, Hugo cũng đã bị quỳ ngoài sân vì lén yêu đương trong trường. Cả hai đều cảm thấy chuyện này không có gì là sai cả, còn quy định số 7 là thứ vớ vẩn nhất trên đời. Rồi Su luôn cô Jani tác hợp cho hai đứa được ở bên nhau bằng cách nhốt cả hai cho tới khi nhận lỗi. Không phục, Hugo đá thầy Zaphon một cái, Dinh Dai thì lấy chùm chìa khóa chạy ào ra rồi nhốt ông thầy lại. Sau đó nhảy lên con xe đậu ngoài sân trốn ra ngoài, càng đi hai đứa càng thấy đường này như mê cung, đã không ra được đường lớn mà như kiểu đi vòng tròn, đi tới xe cạn cả xăng vẫn ở trong rừng. Hugo vẫn còn niềm tin sẽ trốn ra khỏi đây được nên dắt Dinh Dai quốc bộ chạy tiếp, may mắn gặp được xe đi tuần đêm của anh cảnh sát cho quá gian một đoạn. Hugo cứ thấy ông anh này có gì đó kỳ lạ nên muốn xuống xe mà ông anh vẫn cứ lái mặc kệ hai đứa dễ đành đạch đòi mở cửa. Cuối cùng thì con xe dừng lại ở trường, đôi chim di thì vẫn bị lôi cổ đem nhốt lại. Lát sau, thầy Amin đem đồ ăn tới cho Răn, ông nói mình sẽ thả nếu cậu quay lại làm Răn của ngày xưa, sương sương một tuần sau. Thầy Amin cho đôi chim di một cơ hội để sửa sai nhưng có vẻ như hai đứa chỉ chán quá miễn cưỡng quỳ xuống xin lỗi nên anh thầy đã tặng cho cả hai một khóa học đặc biệt nữa. Sau đó thầy Amin tới lớp học, Maki và Nai cảm thấy nhốt hai người đó là quá đủ nên xin giúp thầy thả họ ra. Dẹp chuyện đó sang một bên, hôm nay lớp học sẽ được chơi trò thằn lằn, mỗi người sẽ nhận một cuộc gọi để biết được mình sẽ làm con vật nào, một trong số đó sẽ có một đứa làm thằn lằn. Thằn lằn thì sẽ có quyền ra lệnh cho các loài vật khác làm bất cứ chuyện gì nhưng không được để lộ danh tính. Trò chơi chỉ kết thúc khi có người tìm ra ai là thằn lằn trong 3 ngày. Nếu thằn lằn bị tìm ra trước khi 3 ngày kết thúc thì thằn lằn sẽ bị phạt. Ai không chơi thì tất cả sẽ không nhận được tin tức của mấy lá thư đã gửi về trước đó. Trò chơi bắt đầu, Tibet là người đầu tiên nhận điện thoại, sau đó là lần lượt từng người một trong nhóm nhận lấy thông điệp. Buổi học thì vẫn tiếp tục diễn ra, thầy ra sát giao bài tập cho mấy đứa. Riêng phần Mac thì đặc biệt được thằn lằn cho nhiệm vụ làm bài tập gấp đôi. Tới giờ ăn trưa, Fuji là đứa thứ hai lên thớt được nhận một món đặc biệt từ thằn lằn, đó là một tờ giấy với dòng chữ thân mật nhịn đói đi cưng. Cô cay cú lắm đứng bật dậy hỏi ai là thằn lằn mau ra chịu đòn trước khi bị mình băm thành trà. Mét đã cay từ ban nãy vì bị thằng em móc cười đều nên chắc cú cậu ta là thằn lằn nên gây sự. Móc kiểu bố mày còn đang phải làm ve chó đây này. Cãi nhau một hồi thầy Amin mới nói trong hai đứa chẳng có ai là thằn lằn cả. Vì trả lời sai nên cả hai sẽ bị nhốt cho tới khi trò chơi kết thúc. Lát sau Maki và Wai nhận được thư từ thằn lằn cả hai phải làm nhân viên dọn dẹp kỹ từng ngóc ngách trong trường. Không xong không được ngủ. Trông cũng tội nên Tibet và Nai đồng ý giúp. Dọn được một lát, Maki nổi hứng phân tích con vật của từng đứa viết lên bảng. Còn có 4 người chưa lộ danh tính. Khuya hôm đó, Ben bị vật dậy chạy quanh sân suốt 2 tiếng theo lệnh của thằn lằn. Tibet và Nai hồi sáng giúp dọn nên cũng bị phạt nốt. Ra ngoài mới biết Feng cũng bị gô cổ chạy. Thấy mỗi bông hoa bị hành thương quá nên Tibet cho mượn lưng cõng cô chạy. Hôm sau, cả Tibet và Maki đang đọc sách lại có nhiệm vụ mới sắp xếp sách theo thể loại và bảng chữ cái. Fuji lại bị bỏ bữa. Lần này cả Wai cũng bị nhịn. Nai sót nên nhường lại phần ăn cho Wai. Hai đứa vừa bị bỏ đói lại còn phải quét sân với cả Maki nữa. Hiện tại còn mỗi Jin và Bill chưa bị phạt. Cả hai đều chối tình không phải thằn lằn.
Fuji cảm thấy Jin là đáng nghi nhất vì trước kia cậu còn từng đốt cả nhà máy của bố thì hành hạ bạn bè có là gì. Bí mật này khiến cả nhóm được fan há hốc không dám tin. Jin lại thấy mình làm đúng vì nhà máy đó đã hại rất nhiều người. Bố cậu bắt công nhân phải hoạt động hết công suất khiến mọi người bị ốm mà chẳng được nghỉ ngơi. Cậu không muốn mình tiếp quản nhà máy theo cách của bố, thế là cậu đốt nó thành tro luôn. Cả đám mãi mới mong được đến giờ ăn mà hôm nay có cả mấy đứa bị bỏ đói ngoại trừ Bill và Jin. Cả hai để chứng minh mình không phải thần lằn nên đã hất đổ đĩa thức ăn, không hốc nữa rồi bỏ ra ngoài. Bill tin Jin không phải thần lằn cũng như chuyện đốt nhà máy là không sai, bởi vì bố cô cũng giống bố cậu, từng khiến nhiều người phải bỏ mạng. Những bài báo đăng tin bố cô lừa dân làng lấy đất khiến họ phá sản đầy rẫy trên mạng. Bill cực kỳ thương bố nên dù biết ông ấy xấu nhưng vẫn cố làm ngơ. Bộ tứ siêu đẳng tới tìm hai đứa hỏi về con vật của cả hai để kết thúc trò chơi, lạ ở chỗ chẳng ai là thần lằn cả. Bốn đứa ngồi phân tích hồi lâu suy ra được luật của trò chơi khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau, đoán tới đoán lui đoán ra chỉ có cô Japon là thần lằn. Nói là làm, mấy đứa đến tìm cô Japon đưa ra câu trả lời, ấy thế mà đúng thật. Hai anh em Mock, Mac, Hugo và Jin Jae đều được thả ra, mà đôi chim gì lạ lắm, cứ như người mất hồn gọi chả thấy ho he gì nhưng đến khi cô Japon hỏi thì cả hai lại gật đầu. Cô giáo đem hòm thư tới mà chẳng có lá thư nào bên trong, cô nói là vì gia đình không ai gửi thư cho mọi người cả. Bà cô còn nói có khi thư mấy đứa viết chắc gì đã được gửi hoặc là thư hồi âm bị thần lằn giấu mất rồi. Nói xong đủng đẳng rời đi mặc kệ mấy đứa khó chịu gần chết. Trò thần lằn vừa mới xong thì thầy Amin đã lại cho thầy Cham bắt đầu trò chơi mới. Khuya hôm ấy, đột nhiên Hugo mở tròn mắt đứng dậy không nói không rằng đứng ngơ ngơ la. Hỏi thì cậu ấy chỉ nói phòng điều trị vừa nói vừa hét lên dọa mấy thằng hoang mang. Ở một diễn biến khác, cô Ji lắc mất tích nên thầy Ra Sát bị mắng tay tua. Nghe Amin nói cô ấy bị bệnh còn bệnh gì thì ông lại chẳng nói chỉ bảo Ra Sát máu đi tìm cô ấy quay về. Nói xong ông lại tới chỗ dân chữa trị gì đó. Ông bắt cậu xem đoạn video cũ với em gái làm nhỏ khóc đầm đìa. Một ngày nữa lại tới bên đời, bộ tứ siêu đẳng ngồi lại với nhau tám về Hugo và Jin Jae từ khi được thả ra lạ lắm. Hồi sáng Maki gặp Jin Jae ngoài phòng tắm, cô ấy vừa chải đầu vừa lẩm bẩm phải được thay đổi, mắt thì nhìn không chớp mắt. Cho tới khi Maki lay một cái, cô ấy mới bình thường trở lại. Đột nhiên nghe tiếng Ben hét ầm ĩ, chạy xuống xem thử thì hai anh em nhà Mac lãi cãi nhau chỉ vì đứa này ăn vụng đồ ăn của đứa kia. Mặc dù được tách ra rồi những võ mồm vẫn khôn đường tuôn. Trò chơi của thầy Cham bắt đầu, mỗi người nhặt lấy một cái que, ai trúng que đen sẽ ở chung một đội, trắng một đội rồi lấy đồ theo màu sắc của mình. Mỗi đội sẽ phải đấu với nhau để có được nguyên liệu nấu cho bữa ăn tiếp theo của mình. Anh thầy nhúc ra hai đại diện cho mỗi nhóm không ai khác chính là hai anh em Mép Móc với gương mặt rất tự nhiên theo kiểu sân chơi này là của tao, luật là của tao. Cham đứa họ sợi dây yêu cầu đấm thẳng vào mặt nhau, đứa nào bị gỡ dây trước đứa đấy thua. Nghe chừng có vẻ hơi khoai, hiệu lệnh bắt đầu hai đứa nhào vào cào cấu bấu xé giành dậy để thả dây. Móc yếu hơn bị đánh tới đổ máu nhưng Mách không dừng lại. Cả mấy đứa đều thấy trò này thật sự vô lý nên chạy tới can hai người. Cả hai không ai chịu bỏ dây ra trước mặc kệ có bị phạt hay kế hoạch. Maki không nhịn được nữa nên chạy tới gỡ dây mặc kệ có bị phạt hay không. Cham liền đuổi theo T-Bet ngăn mà bị anh thầy đẩy một cái. Việc gì khó có nai lo, cậu đi tới đấm cả thầy luôn. Cuối cùng thì bộ tứ siêu đẳng bị phạt cùng nhau nhưng không ai cãi lại vì đều cảm thấy điều thầy Cham ra lệnh rất tàn nhẫn. Bên kia, hai anh em được đưa về phòng mà nhìn thì cả hai vẫn ghét nhau chán. Hỏi tại sao là anh em mà ghét nhau thì Mac đáp một đứa được mẹ quý bố ghét, đứa kia thì mẹ ghét bố yêu đâm ra ghen tị nhau. Cả nhà cứ như chia ra hai phe, bố thì quý Móc hơn luôn lấy cậu ấy để so sánh với Mac. Mẹ thì chỉ bênh Mac nên lắm lúc hai vợ chồng quýnh nhau mít. Ben khuyên cả hai không nên ghét nhau như thế. Câu nói của cậu khiến hai anh em phải suy nghĩ lại. Nhóm bị phạt theo cô hiệu trưởng tới trước cây hối lỗi kiểm điểm cho tới khi nhận sai. Bốn đứa quỳ bên cạnh bốn cái đèn theo số thứ tự còn cô Jani ngồi bên dưới canh. Nhóm thắng cuộc vào bếp nhận số nguyên liệu để nấu ăn, còn cấm không được chia cho nhóm thua. Hai đội vẫn sẽ phải tiếp tục đấu cho những bữa sau nữa. Nhóm thua đói muốn lả, may là có Ben lén giấu đồ ăn. Tuy là chỉ có bánh sừng bò thôi nhưng có cái bỏ bụng là hay rồi. Rất nhanh hiệp đấu tiếp theo đã bắt đầu. Quy tắc thì vẫn như cũ, mấy đứa sẽ bốc thăm để nhặt ra bốn cặp đấu với nhau. Hugo bốc đầu chúng Jin Jae, làm gì có chuyện đôi này đấu đá lẫn nhau nên Hugo nhường. Hiệp 2 là Fuji và Jin, cô đá một cái vào rổ trứng cút liên tiện giúp Jin bỏ dây luôn hòa 1-1. Hiệp 3 là Feng và Bill, cô ấy còn ghét Bill lắm. Hai đứa này giật nhau xong cái quay ra khóc bù lu bù loa rồi làm lành không giận nhau nữa. Hai đứa cùng nhau bỏ dây thế là lại hòa. Ván cuối quyết định đè nặng lên vai Ben và Mac, hai đứa cũng tình nguyện bỏ dây dù biết sẽ bị nhịn. Bởi vì mấy đứa cảm thấy thà không ăn còn hơn phải đánh đấm nhau, thế là bị nhịn đến thứ hai luôn. Thầy Cham bỏ đi, mấy đứa vui vẻ ôm ấp sờ mó nhau vì thấy làm thế rất đúng. Phía bên tem hối lỗi quỳ cả ngày trời oải dần và đều. Bất thình lình có tiếng kêu gì đó giống với giọng cô Ji lắc nên cô Jani dặn mấy đứa ở lại đây còn cô chạy đi xem thử. Bốn đứa thấy lo lắng nên cùng nhau đi tìm thấy cô Ji lắc đứng co ro, mồm lẩm bẩm nói Jan đang ở đây.